Ngày 30 tháng 9, đồng chí Ngô Công Thức, Bí thư huyện ủy An Phú, dẫn đầu đoàn công tác của huyện An Phú đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 18 chốt trên tuyến biên giới thuộc đồn biên phòng Phú Hội và Vĩnh Hội Đông. Tại mỗi nơi đến, Bí thư huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Bí thư huyện ủy An Phú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tinh thần chiến đấu của người lính mang quân hàm xanh, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những trường hợp buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, quản lý chặt ngư dân đánh bắt thủy sản trên đồng, tuyên truyền vận động cư dân chấp hành nghiêm quy định ra vào khu vực biên giới. Dịp này, đoàn gửi tặng quà cho 18 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch thuộc đồn biên phòng Phú Hội và Vĩnh Hội Đông.